Real họ sẽ xử lý tình huống này như nào đây? GE không tình huống mà Ki ra cửa check rất hay. Kim Chi và GE, ai sẽ xuất sắc hơn trong tình huống này? Nhưng nên nhớ rằng những người khác của Team Box kia mình đã cứu nhau thành công. Bây giờ thế sẽ là 3 đấu 1 và đó sẽ là Team Box. Còn đến 13, Team 46 player. Tiếp tục là giải khói ra, thậm chí là che toàn bộ tầm nhìn khu nhà của mình. Không cho ai nhìn thấy thân thiện với Vietnam Ring gì đó. Nước bạn sâu của anh ta bị bắn trúng ngay rồi sau một pha di chuyển ở bên trong. Đó là chiến trực quan. Nước và Faro liệu có thể lao vào cứu rồng anh không? Chắc định Vietnam Ring đó họ vẫn đang là quan tâm và trọng đa của Vietnam Ring. Đây rồi, có một góc bắn khá là đẹp của Nam Kiều. Có được hay không đây? Ben Boy nắm chuẩn rất nhanh. Nhưng mà đâu đó thì GE làm thêm một mạng của VAT rồi. VAT và VAT đang bắn nhau. Nào, Ben Boy hay là Nam Kiều sẽ làm tình huống trước đây? Không được rồi, Nam đã bị bắn chết. Tình huống bóc trong tình huống nhà trắng. Với tình huống tỉnh khoáng đến với tình huống bóc. Bóc có 12 mạng nhưng không được rồi GE anh ta để ở trường. Và ngay tập tiếp theo phải trả giá. Amix cũng nổ súng ra mà hạ cung được khi để đáp ra nhưng mà nó không mang hiệu quả nữa, mình chỉ đem toàn khu vực nhà thôi. Nó không nhiều người ra xa đến từ vị trí của VAT. Đây rồi, bò bắt đầu co vào. Amix họ phải di chuyển trước và họ sẽ bị trừng phạt tới Loki. GE đã hùng và tôi chỉ là bóc thì mình họ sẽ có cho mình top 1 thôi. Họ đã có lợi thế quá lớn rồi, 2 team 4 player còn sống. Cuộc cắt bóng bắt đầu và ông đặt khi bên câu này thì còn hai bên em tiếp tục là mình bóc phía mình có lẽ cũng đang cầm màu mất hai người thì bóc rồi đặt và bên bên anh vẫn tiếp tục cầm màu bên câu sao mình rất chuẩn và đó là top 1 dành cho BAT.